Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin fanpage của EFA, VOA, BBC và Thời báo .d bất ngờ bị đổi tên. Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2021, cả 4 trang Facebook Việt ngữ của các đài lớn như Đài Á Châu Tự Do, VOA tiếng Việt, BBC News tiếng Việt và Facebook của Thời báo .d đều đồng loạt bị đổi tên. Đài Á Châu Tự Do bị đổi thành Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm. BBC News tiếng Việt thì bị chuyển thành Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. VOA tiếng Việt lại trở thành Đông Lào muôn năm. Và Thời báo .d bị đổi thành Việt Nam muôn năm 79. Đây là hình ảnh các trang fanpage của EFA, VOA, BBC và Thời báo .d đều bị đổi tên. Cả ba đài Việt ngữ này nhiều lần bị báo chí trong nước cho là các trang báo thiếu thiện chí với chính quyền Việt Nam. Riêng EFA lại có 3 cộng tác viên, blogger đang bị cầm tù là ông Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Tường Thụy và Trương Duy Nhất. Cả 3 trang này đều ngay lập tức có thông báo về việc tên trang bị đổi. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA thông báo trên trang mạng Facebook của mình như sau. Vào khoảng 10 giờ tối ngày 29 tháng 10, giờ miền Đông Hoa Kỳ, trang Facebook của VOA Tiếng Việt đã bị hack và bị đổi tên thành Đông Lào muôn năm. VOA Tiếng Việt đang liên lạc với Facebook để lấy lại tên cũ, tăng cường bảo mật. Xin cáo lỗi cùng quý độc giả về sự cố này. Khoảng 1 đến 2 giờ sau, các trang này đều lấy lại được giờ, tên như cũ và phối hợp với Facebook để khắc phục sự việc. Chỉ còn trang Thời báo .d thì vẫn chưa khôi phục lại được tên cũ. Ông Lê Trung Khoa cho biết đã liên hệ với đại diện của Facebook tại Đức, nhưng có lẽ họ nghỉ cuối tuần nên chưa trả lời và thời gian giải quyết sẽ mất nhiều hơn. Trong bài viết trên trang báo Nhân dân, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam vào hồi năm 2020 với tiêu đề VOA, EFA vẫn tiếp tục chống phá Việt Nam, cho rằng bên cạnh việc đề nghị chính quyền các cơ quan chức năng của Mỹ cần chấn chỉnh hoạt động của VOA, EFA sao cho phù hợp với các nguyên tắc, quan điểm của nước Mỹ với Việt Nam, thì mặt khác chúng ta cần tiếp tục đấu tranh, vạch trần thái độ, mưu đồ, thủ đoạn của VOA và EFA. Trang Chính trị Việt Nam chuyên đăng các tin ủng hộ chính phủ Đảng Cộng sản Việt Nam thì chạy dòng tin rằng sốc trang EFA chuyên chống phá Việt Nam bất ngờ đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm. Một độc giả trên trang Facebook của đài EFA bình luận: hacker giỏi thế, hack giúp tiền hỗ trợ Covid cho người dân đi, chờ từ năm ngoái đến giờ. Đây là hình ảnh tranh cổ động cho lực lượng dư luận viên Việt Nam có hàng chục ngàn người được hậu thuẫn bởi lực lượng quân đội và công an, mà cư dân mạng thường gọi là bò đỏ. Việt Nam hiện có lực lượng dư luận viên hùng hậu trên thế giới lên đến hàng chục ngàn người của quân đội và công an, được cho là vừa hồng vừa chuyên, kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao. Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vào hồi năm 2016 cho thành lập lực lượng 47 nhằm chống phá các quan điểm sai trái trên mạng Internet của Việt Nam. Đến năm 2018, Bộ Quốc phòng tiếp tục cho ra mắt Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng. Ngoài việc tham gia đảm bảo an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, tổ chức này còn có nhiệm vụ đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên không gian mạng, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc trên đất liền, trên không, trên biển và trên không gian mạng. Thông báo này đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đăng tải như vậy. Vào hồi năm ngoái, nhóm bảo mật của Facebook cho biết nhóm hacker APT32 gọi là Ocean Lotus, tức là sen biển, do chính phủ Việt Nam được hậu thuẫn đã lan truyền mã độc nhắm vào các nhà hoạt động Việt Nam, các chính phủ nước ngoài, các cơ quan báo chí cùng các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp. Chuyên gia tại Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia Việt Nam thuộc Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông Ngô Minh Hiếu, hay còn gọi là Hiếu PC, cũng có động thái rất lạ ngay sau khi trang Facebook của các đài lớn bị hack, đổi tên. Cụ thể, ông này đã đưa lên trang Facebook cá nhân với dấu tích xanh và hơn 300.000 người theo dõi, 2 tấm ảnh chụp màn hình đài Á Châu Tự Do và 2 đài khác bị đổi tên cùng biểu tượng 2-3 gạch, hàm ý rằng ba que bị khóa mõm. Ba que là tên gọi của những nhóm dư luận viên hay đưa lên trên mạng xã hội nhằm gọi những người đưa thông tin không có lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh dòng trạng thái trên Facebook của Ngô Minh Hiếu. Trong phần bình luận của mình, Hiếu PC cho biết thêm, cái này không phải tôi làm,
Từ hôm qua tới giờ đổ thừa nhiều rồi, bực quá. Cũng về Hiếu PC, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ có bài bình luận trên trang Facebook cá nhân như sau. Ngô Minh Hiếu hay còn được gọi là Hiếu PC, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Hiếu lớn lên và thấm nhuần tư tưởng Mark Lenin, đạo đức Hồ Chí Minh như nguồn sống trong Hiếu. Năm 14 tuổi, Hiếu đã tiếp cận mấy trang mạng ngầm của Nga để học lỏm cách hack các trang web. Với thói cách mạng trong mình và chút kiến thức về nền tảng Internet, vào năm 2008, Hiếu đến New Zealand để theo học tại Học viện Công nghệ Unitech ở Auckland. Qua đó, thay vì học hành cho tài giỏi, Hiếu đã dở thói cách mạng ra, chuyên lập mấy trang web đen để lừa đảo tín dụng bằng tài khoản, một trang đấu giá trên mạng eBay để dùng. Vào thời điểm đó, Hiếu là quản trị viên của một số diễn đàn về hacker trên các trang web đen, khi người ta phát hiện Hiếu đã lừa đảo hàng ngàn khách hàng dính bẫy. Cách thức lừa đảo của Hiếu là sử dụng dữ liệu thẻ đánh cắp được để mua vé, buổi biểu diễn hòa nhạc, sự kiện v.v. và bán chúng thông qua TradeMe. Đây là hình ảnh Ngô Minh Hiếu, tức Hiếu PC. Và sau đó một năm, Hiếu bị trục xuất khỏi nước này ngay chính trường học phát hiện ra sự việc và báo cho cảnh sát. Để trả thù trường, máu côn đồ cách mạng trỗi dậy, Hiếu đã hack trang web của trường Unitech Auckland, khiến trang web này bị ngưng hoạt động trong 2 ngày. Sau khi về lại Việt Nam vào năm 2009, Hiếu đã nộp hồ sơ vào hệ tài năng của trường đại học khoa học tự nhiên. Lúc này, Hiếu đã sử dụng máy tính tại Việt Nam để thâm nhập trái phép vào nhiều hệ thống khác nhau nhằm lấy trộm số thẻ an sinh xã hội, thông tin về các tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh của hơn 200 triệu công dân Mỹ. Tới năm 2013, Ngô Minh Hiếu đã bị FBI bắt giữ tại Guam, nơi FBI đóng giả là khách hàng mua thông tin mà Hiếu có trong tay. Ngoài ra, Hiếu còn lấy dữ liệu từ các nơi khác là một công ty con của Expedia rằng đóng giả là một điều tra viên tư nhân hoạt động bên ngoài Singapore. Từ những phi vụ này, Hiếu kiếm được tổng cộng gần 2 triệu đô la. Theo Sở Thuế, Mỹ xác nhận đã có 13.673 người Mỹ trở thành nạn nhân của vụ án liên quan hoàn thuế thu nhập cá nhân giả mạo với tổng giá trị lên tới 65 triệu đô la. Những nạn nhân của Hiếu đã bị tán ra bại sản do thông tin đen rơi vào tay kẻ xấu bằng thói trộm cướp. Theo truyền thống gia đình, Hiếu đã đẩy hàng chục ngàn người Mỹ nợ nần, có người bị lừa mất cả nhà cửa. Sau khi bị bắt, Hiếu đã khai sạch hành vi, hợp tác với cảnh sát bắt ra hơn 10 khách hàng của Hiếu. Vì thế, khi ra tòa tuyên án 13 năm tù giam, được khoan hồng do hợp tác với FBI nên được ra tù sớm, Hiếu mới ra tù tháng 8 và năm ngoái 2020. Đây là hình ảnh một buổi hội thảo của lực lượng 47 ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Với thành tích trộm cướp đẩy hàng vạn người Mỹ rơi vào cảnh túng quẫn như thế, tất nhiên là đủ thành tích để trở thành cán bộ của đảng ta. Mới ra tù vì trộm cắp tại Mỹ, cơ quan Trung tâm Giám sát An toàn Không gian Quốc gia, đó là cơ quan tình báo mạng của Công an Việt Nam, đứng đằng sau chỉ đạo đã tuyển mộ Hiếu và làm chuyên viên kỹ thuật. Từ lúc đầu quân vào đây, Hiếu đã sử dụng Facebook như một chỉ huy trên mặt trận không gian mạng. Hiếu có một group nắm trong tay hơn 100.000 thành viên, tất cả toàn bỏ đỏ. Group đó chuyên báo cáo làm chết các tài khoản Facebook khác, ai là phản động, ai nói xấu Bác Hồ. Người xưa từng nói, nồi nào thì đúc vung nấy. Cộng sản đã sinh ra lấy chủ nghĩa trộm cướp làm kim chỉ nam cho mọi hành động thì tuyển một kẻ trộm cắp có gì lạ đâu. Một điều hay là gần đây, Tuyên giáo đã lên bài ca ngợi Hiếu như một anh hùng, xóa bỏ lịch sử trộm cắp của Hiếu để đưa Hiếu lên làm thủ lĩnh truyền thông, có thể là trùm lực lượng 47. Nhà bình luận này nói tiếp, thanh niên có đầy đủ chân tay khỏe mạnh mà đi ăn cắp tiền dưỡng già của những ông bà già lớn tuổi. Tù trộm cắp về, không tù thân, lại đầu quân làm cho bỏ đỏ. Cái nhục không biết để đâu cho xòe. Hiếu giỏi vậy, sao không hack các trang Trung Cộng, xóa những bản đồ đường lưỡi bỏ đi? Nhà bình luận Phạm Minh Vũ đã nêu ra quan điểm của mình như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2021 với bản tin fanpage của EFA, VOA và BBC cũng như Thời báo .de bất ngờ bị đổi tên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình này và hãy ấn nút theo dõi và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.